Sai. Đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai. Uy tín chưa? Uy tín chưa? Thì mình thi đấu được khoảng vô địch All Star, top 3 All Star, Á quân, top 5. Có rồi cái vô địch VCS của em đâu? Sao thiếu vô địch VCS rồi? Thiếu vô địch VCS rồi. Đâu rồi ơ? À đây đây đây. Top 11 VCSA mùa xuân. Top 11 VCSA mùa xuân nghe hèn vãi trưởng. Team lúc đấy là có 12 đội. Team mình top 11. Hay à. Lúc đấy có 12 team. Lúc đấy là em mới đề bút luôn đấy. Em mới đề bút đề đẹp cho anh em coi. Nói không phải phét đâu. Nói không phải phét đâu. À, HN cái gì nhỉ? HSG VS HND. Đây 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 đây. Cái gì nhỉ? 2605 đúng không ta? Em nhớ như in luôn. 2605 thì phải. 2601, 2601. HSR 26 VS gì nhỉ? HNP à? 2601 đúng không? Hay 601 đâu nhỉ? Hù em thề với anh em luôn. Đấy là trận debut của em luôn đấy. Nhưng mà sao không thấy nhỉ? Ừ. HSR cái gì nhỉ? HSR VS HND HNP ta. À ở 2424. 2401 ở. Nhầm. Ờ 2001 không có 2401. Đây. À đâu? 2401 đây là đấy mà. Đâu phải đó, đâu phải đó. À đây đúng rồi, đúng rồi. DNE, DNE, DNE đúng rồi, 2401 2015. DNE Đà Nẵng Eleven. Đây. Thắng sẽ lên bảng. Rồi. Và HSR No Way, đây là trận đầu tiên em đánh con Sevilla luôn. Trận đầu tiên trong mùa giải luôn. Vừa vào phát ăn first blood. Vừa vào phát bị first blood luôn. Cay vãi nổi. Vừa vào phát chúng nó làm cho em quả. Em đái ra máu luôn. Thôi. Anh em này chúng nó chơi bẩn đâu. Nhưng nó biết em là vừa mới debut xong. Là một gọi là AD còn non trẻ và không có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm thi đấu. Làm phát đi làm thẳng. Tính phủ đầu em. Tính phủ đầu em à. À đấy, tính phủ đầu em. À, di chuyển. Đấy, di chuyển hỏi vào em đang đứng em chả hiểu cái gì cả. Ủa lúc đấy em thề mọi người luôn, lúc em thề mọi người luôn, em đang ngồi em đang lia cam, anh Hiên đi còn quay ra bảo em long cẩn thận đứng chỗ đấy nguy hiểm nhá. Em thì quay ra em bảo ui rồi ôi anh ơi không phải sợ, anh không phải lo, em đang vừa nói xong cái bảo giật cả mình lăn thẳng ra vào ui rồi không lát luôn, không lát luôn, cho tặng trước một spell. À, bắt đầu là combat này vẫn không một ra chuẩn bị này. Đấy. Cho xem nhá. 2-1 đầu ra mà sao combat đây 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 này. Combat này. AD là giữ vị trí phải như này anh em ạ. AD giữ vị trí phải như này. Javan làm được gì nữa không? Anh ta đang bị cô lập. Bắn hết một thằng, một thằng cũng phải lên bảng điểm số rồi. Jafet đang ở đây làm gì đây anh? Hết mana rồi, hết mana thôi. Sổ ơi, e khéo chưa anh em nhìn nha, anh em nhìn vào con CV này nhá. E này xoáy ở đây làm gì đây anh ta nhận. Này sai, khéo chưa, giữ vị trí, túng còi, túng còi, flash chạy luôn đến rồi. Và bây giờ thì sóng âm quay lại. Tụi coi rất tốt, anh ta đá được. Chạy luôn. Nhạy cảm đó, anh ta lao vào. Chưa có bát rồi. Cái cú mảnh băng đó thì không được. Và tụi coi vẫn đang sống. Sao em lại không chạy. Tuy nhiên. Tiếp này. 21 mới có 21, mới có 21. Từ từ. Đây, sắp đến combat rồi, sắp đến combat rồi. Sắp đến combat rồi. Ngay khi mà đồng đội của anh ta vẫn chưa. 165 CS, phút thứ 19. Mới nhá.
xin mời các bạn thưởng thức tác phẩm Ăn Mày Dĩ Vãng của nhà văn Chu Long. Lại Ăn Mày Dĩ Vãng như này là em ấy thôi. Sau đó đến tên No Way, là cái No Way là em chơi từ cái đợt mà ở bên Dota 1 rồi. Em chơi từ bên Dota 1 là em chơi đã, em lấy cái tên No Way rồi. Lúc em hay chơi con cung hổ với cả Evoker ấy. Chúng nó toàn coi em hack map không à. Em làm toàn mấy pha mà như kiểu hack map ấy. Nó kêu em hack map không à. Lý Sin bị hất tung và xin mà luôn cả Thái Dương. Và Lý Sin đã tung. Rồi, 2-1 ra chuẩn bị này. Không thể dễ dàng. Nhưng này 19 hay 18 mạng luôn á. Nhưng mà bánh gọi là căng đét luôn. Ở đây này, có một con mắt tím. Đây, vào này. Ôi 6-1 rồi này. Ôi 6-1 rồi, đây. Đây rồi. Sử dụng chiêu thức nhất là khi bây giờ con rồng nó đã được bên phía Hà Nội Skyred tiến vào. Thì No Way là không có đường chạy đấy. No Way là không có lối đi đấy. No Way là không thể nào đấy. Vâng, đội nào ăn rồng trong tình huống này sẽ là ra đẩy Way trước nha. Orianna anh ta ở ngoài, anh ta có thể liên tục tung cái chiêu thức đỉnh vào. Vâng, mốc ăn từ chúng vào sẵn sàng nhưng No Way tới. No Way tới. No Way bắn. Đang được bắn. Anh ta quẩy với chiêu một mạng. Hai mạng. No Way vẫn đang được bắn. Rồi ba mạng. Bốn mạng. Quá đa kill. Được có penta kill không? Không thể penta cường ra phép đã chạy đi rồi. Khéo chưa? Trong khi chúng ta đang nghĩ đến cái penta kill dành cho No Way. Đúng rồi. Dead Way là đặt theo No Way. Dead Way là đặt theo tôi. Chứ gì nữa anh ơi. Đề bút. Đề bút. Chúng ta có thể nhìn thấy trong tình huống vừa rồi. No Way được xả sát thương. Nói có 6-1 nha. Có ông vừa đẻ con, No Way có sắp được thi đấu không ta? Xoáy được 4 người cực kỳ tốt. Ngay lập tức bật một mạng, có 3 tiếp tục. Giao tranh nhưng vẫn chưa có lợi. Dậm đại địa chấn. Wars đang làm gì trong kia? Ôi, No Way né. No Way khéo này, No Way quy này. No Way quy ăn mạng này. 7-1. Không có quy được. Và sử dụng những sát thương của mình đó là 7-1 nhá. Tiếp tục. Tiếp tục anh em ơi. Nhiều hơn. Và ngay là thấy nhìn là thấy có kỹ năng rồi. Đây rồi. Lúc anh ta chụp lại, tôi cứ nhìn là thấy có kỹ năng rồi. Tiếp tục này. Trên đầu của Orianna, nhưng có lẽ là Orianna vẫn chưa kịp. Này, pha này bằng nhau này. Ra bằng nhau. Phang luôn. Một mạng. Quy. Hai mạng. Và bây giờ Stormy vẫn đang bơi về cái chiều cuối của mình, anh ta rất double kill. Kill cho kẻ trục lợi thứ hai. Lại kẻ trục lợi. 3 mạng. 11 triple kill. Rồng Bazon luôn, rồng Bazon luôn. Rồng Bazon luôn, làm sao mà thoát được? Làm sao mà thoát được? 11 nha. À tiếp tục. Cả hai chiêu cuối. Uy tín chưa? Em mua hẳn dược phẩm cứng cáp luôn. Em chơi là em mua hẳn dược phẩm cứng cáp luôn cho nó uy tín. Người to vãi rồi. Đang được bắn. Tổ ơi khéo chưa kìa. Nhìn kìa. Ui dồi ôi, flash lên kìa. Ui dồi ôi, qua đa kill. Ôi. Không chết nổi anh em ạ. Hai lần chính là Japhet kẻ phá bĩnh này. Vâng. Không thể có penta cho nó. Ở đâu mua nhầm đâu, em mua cho nó trâu mà. Em mua cho nó trâu mà. Trận đấu bây giờ thì cũng không còn nhiều lý do. Sau cái pha này không có gì cả. 14-2. Cái đội hình giao tranh tổng với pha đấy thì không có gì hết. Theo tôi ghi nhận thì chưa có lịch sử. Đây rồi. Và cái việc họ triển khai thế trận cũng rất tốt. Vâng. Như thế này thì Tú Còi sống kiểu gì? Trời ơi, bắn kìa. No Way đang được bắn. No Way đang được bắn, đang được bắn. Bắn. Bắn như cái cách bắn vào mồm dính lẹt ấy. Wars lại một kẻ cơ hội nữa, nhưng làm được gì đây? Kể cả bây giờ Leona có chết thì cái trận đấu này cũng đã có kết quả rồi. Ba đường. Khỏe chưa? Sao mà động được? Chọn vị trí khéo léo như thế, sao mà động được? Không thể nào mà động được. 17-2 nhá, đề bút 17-2 nhá. Nhưng này là 19 mạng rồi mà. Đó, em nhớ không nhầm là 19 mạng. 19 mạng. Ừ, 19 mạng. 19 mạng. Ai à. Khéo chưa? Khéo chưa? À. À. HSRVS.
BM. Đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Không phải game này không ta? Này game này không ta? Hay là game này nhỉ? À đây 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 đây. Đây. HSD vs BM. HSD vs BM. HSD vs BM luôn nha. Kalita trong tay của Low Way. Lên. Anh Juni này, anh Juni, anh Juni, anh Juni này, anh Juni với chúng tôi này. Anh Optimus này. Trời ơi, làm gì có vết xước nào. Chạy luôn. Ui, bị tin chưa. Chạy luôn. Chạy. Khéo chưa. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ây, giật. Giật không chưa phát lão. Ây, giật. Được anh em, được anh em, được anh em. Game này uy tín hơn game kia. Tiếp tục, tiếp tục anh em ơi. Cho xem mấy pha nháp thôi anh em, cho xem mấy pha nháp thôi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Đây 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 đây. Núp nha, núp khéo nha, núp pha này núp khéo nha. Đứng đây, đứng đây, đúng rồi, tôi bảo anh đứng đây, pha này mình cân được, pha này mình cân được. Chơi anh vào luôn anh. Juni trước, anh Juni trước. Đó, bảo anh Juni trước lại quay ra là anh em kia. Một giật chết, chết luôn. Xin một mạng. Tiếp tục luôn. Anh Nga Chi à? Anh Nga Chi với chúng tôi à? Anh Nga Chi với chúng tôi à? Lào vụ, sổ né liền. Né dẻo luôn. Hai mạng. Vụ. Giật. 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 Xin nhá. Được chưa? 5-0. Pha nào ta là pha nào ta? À, lâu lâu ăn bảy quá khứ vui thế nhở? Lâu lâu ăn bảy quá khứ vui quá ta. Này pha này có bát này. 20 nhọn nhọn à, cam có cái gì đâu, cam không có gì đâu anh em, anh em chỉ cần nhìn KDA thôi được rồi. Không 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 không, mặt không có mặt, không có mặt, không có mặt. Hồi đấy là cam, là cam che hết rồi, không cam hồi đấy là che, kiểu cam nó che hết rồi, không 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 có hiện mặt. Levi lúc đấy đã vào đâu, Levi lúc đấy chưa vào mà. Đây là đợt mới mà. Trời ơi, Optimus. Optimus. Optimus, Optimus với chúng tôi nè. Uy tín chưa? 802. Game này có chết mạng nào không ta? Tôi không nhớ game này tôi có chết mạng nào hay không. Pha cuối, pha cuối, pha cuối. Ờ, hồi này đúng là hồi chơi còn đam mê luôn đấy. Hồi này là chúng chơi về đam mê đấy không. Hồi này cho tôi tiền tôi cũng chả biết là cho tôi bao nhiêu tiền đây. Pha này, pha cuối này. Pha lưu này phải 10 mạng. Đây đây đây, pha cuối, pha cuối, pha cuối. Ở cái thời này đánh không cần lương luôn. Thời này đánh không cần lương luôn. Cho tôi bao tiền là tôi ăn bấy nhiêu tiền à. Uy tín luôn. Uy tín chạ. Uy tín chạ. Đó. Uy tín chạ. Cân 3 luôn. 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 Win luôn. Win luôn. Phải cân 3 luôn mà không. Uy tín luôn mà. Đó. Được chưa? Được chưa? 3 người chơi cả 3 luôn. Chơi cả 3 luôn. À, và làm game này. Đó. Đang rủ. Hello. À,
mày ok. Thế mà nó kêu mình vô cay vãi nồi. Đợt này lúc đấy là 17, 18 tuổi đấy. Đợt này là 17, 18 tuổi thì phải. Hai em cầu lương chơi lên lọc rồi, chơi lên lọc rồi, hai đang chơi với nhau rồi. Không chết bạn nào nhá. Không chết bạn nào luôn nhá. Mếu luôn. Anh bớt tôi mếu luôn, anh bớt tôi mếu luôn. Quánh thế là mếu luôn. Đợt này là đánh không cần lương, đợt đánh đâu cần lương đâu. Tại vì cái hồi Skyred là hồi đấy khổ lắm. Đợt mà ở Skyred là tôi chơi là kiểu anh em ấy, chơi kiểu anh em thôi. Cho bao nhiêu là xài bấy nhiêu à. Lúc đấy hình như là có cái hợp đồng bên Azubu ấy, để bọn tôi stream bên Azubu. Chơi xong chơi thì cái hợp đồng đấy, cái anh mà anh gọi là anh chủ team ấy, anh không lấy đồng nào cả. Anh lấy hợp đồng về để cho stream để về là chơi thôi. Cho hợp đồng với là stream để chơi. Từ đấy không có truyền thông máy, không có truyền thông máy không ạ. Chung là phải sau cái khoảng thời gian mà của game ấy thì bắt đầu là mới có truyền thông. Chứ từ đấy đâu, nói chung là game thủ Việt Nam khổ lắm. Không nào, game thủ Việt Nam cực kỳ khổ luôn, không có sung sướng đâu. Tại vì không có ai đầu tư cả. Như kiểu là các ông ở bên Hàn Quốc hay là Trung Quốc ấy, là người ta có lớp đào tạo. Người ta sống giống như kiểu là ở câu lạc bộ bóng đá ấy, hầu như là đều có đào tạo hết. Chứ không phải là tự nhiên mà lòi ra mấy cái tuyển thủ giỏi cho các ông đâu các ông ạ. Tôi nói thẳng cho nó vuông. Tức là người ta cực kỳ nghiêm túc với cả những cái gì người ta làm. Người ta sẽ có những cái gọi là cái trường gọi là Academy. Đó, là cái học viện ấy. Xong rồi sẽ đào tạo những cái tuyển thủ trẻ. Nhưng mà phải cần cái lực rất là lớn. Cần cái lực cực kỳ lớn thì mới đào tạo được. Người ta bao ăn bao ở. Ví dụ mà đánh cho team, đánh cho một team ấy là người, tức là bên Hàn Quốc nha, bên Hàn Quốc hay là bên Trung Quốc nha, là sẽ có, tức là sẽ có một cái trường học luôn. Sẽ có một cái trường học luôn. Xong rồi các bạn luyện tập ở đấy, người ta sẽ bao ăn bao ở. Đó, để thi đấu thôi. Chỉ để thi đấu thôi. Sau đó thì bắt đầu lên đến khoảng tầm khi nào mà các bạn thi đấu xong, tức là người ta sẽ cho các bạn một cái mức lương rất là ổn định. Đó, một mức lương rất là ổn định. Có thể sống rất là, nói chung là một cuộc sống dài, cũng sống cả đời luôn á. Rồi nói chung là ăn uống đầy đủ. Xong rồi nếu mà ví dụ mà các bạn không làm game thủ nữa thì sẽ có cái công việc cho các bạn làm luôn. Các bạn thấy không? Nếu mà ở một cái môi trường như thế thì mình đâu có cần phải suy nghĩ gì đâu. Mình chỉ có tập trung một là chơi game vậy thôi. Boost follow với Seth. Công ơi, công làm sao công biết được Việt Nam mình boost follow với Seth, nhưng mà công làm sao biết là cái nguồn đầu tư người ta bỏ ra bao nhiêu? Người ta kiểu chỉ là chơi game thôi, còn để bảo nói là bỏ cái nguồn tiền lớn để nuôi team ấy. Làm gì có không? Không có đâu. Chỉ là chơi game vậy thôi. Chứ không có đầu tư mạnh. Chứ như kiểu các nước khác người ta đầu tư mạnh lắm.